ăn gì cũng được, đừng lấy trứng cút. À không ăn trứng cút, tôi có trứng gà. Đúng rồi ăn, ăn trứng gà mới đi. Trứng gà phải bình thường nữa nghe. Trứng gà cho con gà đẻ ra chứ không phải mấy con mẹ mà làm. Ê, làm thịt gà đẻ ra đâu. À, em, vậy em ăn trứng gà không? Thôi, trứng gà bự lắm, em ăn không có hết đâu. Rồi. Dịch. Ngon. Dạ. Ờ, cảm ơn chị nha. Dạ. Đi mình giỏi nha. Trời ơi, chị ơi. Nhanh lên, phà dễ. Nhanh lên. Anh ơi, hả? Em muốn đi qua kia kìa nhưng mà em đi không có được. Sao vậy? Em muốn đi qua bên đó. Mệt em quá luôn á. Trời ơi. Rồi, được chưa? Lẹ đi trễ phà rồi, nhanh lên trễ phà rồi. Anh ơi, em nóng quá. Rồi. Rồi chả mở bụng anh vậy có chờ chị. Anh em cô bác qua đây lừa đồ cho con đây bán tùm lum hết tùy theo giá tiền. Xà bông rây tại bánh mì cùng thuốc lá xin gom cái gì cũng bán được hết còn bán tám qua. Cái gì vậy? Là bán tạp hóa đó. Ủa sao nói bán tạp hóa đi? Không lẽ giờ hát cái gì cũng bán được hết. Con bán tạp hóa. Ê, chào khách. Trễ phà đúng không? Chị đói ăn ủng hộ giùm. Em ăn gì không? Dạ em ăn. Bán gì vậy? Tôi bán trứng. Trứng gì? Bán trứng cút. Em ăn trứng cút không? Hơi, trứng cút nhỏ xíu à, em ăn không có nè. Vậy giờ em ăn gì? Em ăn gì cũng được. Rồi bây giờ em ăn gì nè? Em ăn gì cũng được. Ăn cái gì cũng được, đừng lấy trứng cút, đừng lấy trứng gà. Không trứng cút, không trứng gà, tôi có hộp vịt lộn. Hộp vịt lộn, ăn hộp vịt lộn nha. Hơi, hộp vịt lộn sát xanh lắm. Chị sát xanh nha, đi ra. Qua đây lộn chị nha. Đi ra đây. Đi phà, đâu phải sở thú mà dắt con thỏ trên đầu. Tèo, cảm ơn mày nha, mày hạ quả cho tao. Mày, thôi anh chị không mua đồ ăn cho bả, thôi mua đĩa giùm em đi, em có phim này hay lắm. Giờ bán đĩa gì vui vui đi. Ý, muốn vui thì coi hài đi. Em coi hài không? Không coi hài đâu, coi hài cười nhiều nhăn hết mặt em. Vậy giờ em coi gì? Em coi gì cũng được. Coi gì cũng được. Tệ. Chị coi gì cũng được. Chị làm gì mệt không? Để em làm cho chị. Chị bán đĩa gì vậy? Phim Hàn Quốc. Phim Hàn Quốc có nhiều khóc nhăn mặt và ảnh sướng. Chị làm đúng không? Thôi em mừng quá. Còn đĩa gì nữa chị? Phim Ấn Độ. Phim Ấn Độ có nhiều già chết chưa hết phim nhân mặt em. Trời ơi. Gì vậy anh còn trâm? Trời đất ơi, dẹo gì đâu mà bực bội. Bây giờ tôi chỉ muốn lên bà về quê thôi. Anh ơi, anh bình tĩnh đi. Có một loại đĩa rất phù hợp với chị. Đĩa gì? Đĩa bay. Về sao quả sống đi bà nội. Nè, em thấy chưa? Em dẹo riết mà ai cũng ghét em á. Ram đây đứng đi, đợi phà lên phà về. Hỏi, em không muốn đi phà đâu. Sợ đi phà để sáng mai đi cầu luôn. Có gì cầu vậy? Thì mai dẹp phà rồi, khánh thành cầu mới rồi, đi cầu chơi. Đi cầu hả? Chị ơi chị, cái cầu đó ở đâu vậy chị? Ở bệnh viện tâm thần á. Bệnh viện tâm thần ở đâu vậy anh? 192 Hàm Tử. Ở 192 Hàm Tử? Xe tới rồi, em đi nha. Trời ơi, khổ ghê luôn á. Tôi mới rước con ghệ tôi từ trong đó ra. Bây giờ mấy người làm nó khứ hồi chổng lại rồi kìa. Trời ơi, khổ ghê luôn á. Ê, cái con ở đâu rồi? Nó đi về nơi chôn nhau cắt rốn của nó rồi.
cứ vậy luôn mà. Không lo bán đâu nha, ở đó mà chặt chém khách hàng không à. Rồi chặt chém gì? Bộ tôi chửi tôi không biết mệt hả? Sáng sớm chưa nhét vô bụng, đói bụng gần chết đây nè. Chưa ăn hả? Chưa. Ê, mở hàng giùm chị em bán hàng rồi. Mở hàng hả? Ừ. Nay bán gì? Nay ta bán trứng. Bán trứng gì? Trứng gì cũng có. Trứng gì cũng có. Trứng gì cũng có. Bán cái chứng minh nhân dân đi. Thiệt á? Chị em muốn bán với nhau mà sao mày cứ ghẹo tụi tao hoài vậy? Ủa phải ghẹo chứ. Bà không biết nay là cái ngày cuối cùng bến phà này hoạt động rồi. Ghẹo cho có chuyện để nói cho vui. Nè, mày mốt ở chỗ khoác bán rồi đó nha. Không nghe tôi chửi nữa. Lúc đó buồn gán chịu quá. Ôi trời, có qua nó lợi mười mấy năm bán đây mà giờ tự nhiên cái phà mình nó dẹp. Cái mày mốt không có gặp nhau nữa chắc nhớ chết luôn hả mày. Ê, tặng mày nè. Gì ạ? Tặng mày nè. Tiền đưa bịch trứng gì vậy? Thì ngày kỷ niệm tao tặng tụi bay bịch trứng ăn làm kỷ niệm. Vậy thôi tôi không ăn đâu. Sao vậy? Đầy ấp. Ấp chi? Ấp nở răng chục chim cút có bản mặt văn bà nhìn đỡ nhớ. Ghẹo hoài à, mệt ghê. Ê, mới không gặp á, tao nhớ cái chồng chuỗi của nó mày. Thì à. Trời đất ơi, bà nghĩ sao vậy? Tôi bắt đĩa mà bà lo gì, không có nhớ chồng chuỗi nó hả? Ở trên Sài Gòn á, có cái thằng thánh chuỗi Minh Dự. Chuỗi y chang nó luôn. Ờ, không tin rồi mày ơi, thằng kia làm sao chuỗi là ngọt như thằng này. Không, để tôi mở cho bà nghe. Nè. Xấu cái gì mà xấu nát, nhà thờ, xấu dơ, bệnh viện, xấu niện, bi tét cô, xấu solo, không có thủ là ông đó. Mặc đủ xấu âm trì địa ngục này nè. Bắt cả đường mày nè, ông đánh thanh, tao không cần mày nữa. Chết đuối. Bán tao một đĩa mày. Âm trì địa ngục, xấu lục đục da can, xấu tiêu tan. Hai bà này khùng dễ sợ. Ê, ngày cuối rồi, gán bắt cho hết nha không? Bà ghi đăng tâm tay coi chừng đó. Gì gì? Mà tao me cái thằng này từ sáng tới giờ nha. Ờ. Nó đi qua đi lợi, nó tới phà mà nó không có qua bên sông. Đó, coi chừng bữa nay bữa cuối nó vô đây nó móc túi nó kiếm vốn làm ăn. Mày coi chừng nó nghe chưa? Mà sao bây? Nó dụ bà chứ dụ được ai? Tao lo cho mày á đó, mày lo. Chơi nhảy audition hả? Gì vậy bà nội? Mà làm đứa lèn á. Ê, có sao không anh? Tôi không có sao. Tôi đang kiếm một thứ rất là quan trọng. Kiếm cái gì? Cái bóp. Mất ở đâu mà kiếm? Tôi nhớ rõ ràng khi mà tôi đặt chân tới bến phà, tôi bước vô tôi ăn cháo đá bá. Ăn cái phải ăn cái gì đây nè? Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ăn mày à, tao ăn mày á. Ăn cái gì là ăn bún bò. Bún bò của bà Tư Điệu. À đúng rồi. Bún bò đây. Đúng rồi đây nè. Phải rồi, phải rồi. Tôi tới quán bún bò thì tôi thì à. Rồi mất cái bóp. Không, chưa có mất cái bóp. Sau đó tôi mới chợt nhớ là tôi thèm phở. Tôi qua tiệm phở. Phở của bà Bảy Già. Đúng rồi, Bảy Già. Phở đây. Bà bán phở đây. Đúng rồi đây nè. Đúng rồi, bà bán phở. Tôi mới tới tiệm phở thì à. Rồi mất cái bóp. Mày khoái tao mất bóp lắm hả? Chưa có mất cái bóp. Sau đó thèm bún riêu, đang ăn bún riêu. Nhớ rõ ràng là ăn bún riêu xong có trả tiền, bóp vẫn còn. Ăn bún riêu xong bóp vẫn còn. Phải. Rồi sao nữa? Sau đó tôi mới đi một đoạn, hai đoạn, ba đoạn. Lúc đó đi con mình nè. Khoan, lúc đó có mặt trời không? Có mặt trời. Em sẽ làm cái bóng của anh. Cái bóng à? Anh làm cái gì em làm cái đó. Hay quá, bóng ơi đi theo thôi. Tới đây sẽ phát hiện anh mất cái bóp. Trong bóp anh còn nhiều tiền không? Ráng nhớ kỹ coi. Em nhắc anh mới nhớ. Trong bóp anh có nhiều tiền lắm. Bóp anh rất là nhiều tiền, anh sợ lắm chứ bộ. Kiểm tra coi. Gì vậy anh bỏ ở trong cái ba lô nè. Sao mày lại ở trong cái ba lô? Tưởng tưởng rồi. Đó nè, có bóp rồi đó, đi phà giùm tôi cái đi. Không, anh còn mất một thứ quan trọng hơn cái bóp này nữa. Thứ gì nữa? Cái đó là cái gì, nó có hai cái mà nó dính vô cái người con gái đây nè. Đây nè. Nó bay rồi. Nó bay à. Chứ cái gì? Không phải, nó dính ở trên đầu nè. À, cái kẹp đúng không? Cái kẹp. Ờ, đúng rồi, cái kẹp. Hey, sao biết cái đó cái kẹp? Anh mới nói. Cái kẹp, anh nhớ cái kẹp nó màu gì đây nè, nó màu gì à, nè. Có màu đỏ nè. Không phải, nó màu đục đục.
Màu đục đục, màu đen đục đục. Không phải màu đen đục đục, sao kiếm nó đục lắm. Đục đục màu tím tím. Không phải màu tím, nó đục đục đi nè. Còn cái màu vàng nè. À, màu vàng nè. Màu vàng mà đục. Thà nó cái màu vàng nó còn liên quan tới cái màu vàng, hiểu không? Thì nó đục vàng. Đục vàng. Ê, vậy đúng rồi nè, đúng cái thứ này nè. Vậy cái này của anh hả? Cái này của anh. Của anh chứ không phải em đưa cho anh. Không phải em đưa cho anh. Không phải em đưa cho anh. Không phải. Lỗ 3.000 hả? À không có. Ý giờ kiếm được cái kẹp ở đó về quê tặng người yêu gì đi. Ờ nhưng mà anh sợ tặng người yêu không nhận quá. Không chấp nhận đâu. Chứ bây giờ phải làm sao? Tặng đồ em bán mới chấp nhận. Mà em bán gì? Nè đủ thứ trơn, bông trái tay rồi xin gom, dầu thơm, bánh mì, chùi son luôn có luôn. À, vậy bây giờ mình gặp người yêu mình á, mình phải tặng gì em hả? Tặng người yêu. Ừ. Tặng bịch bông trái tay. Em bị điên à? Sao đi điên tặng bông trái tay? Trộn nghe ta nói hả? Con gái mà hẹn con trai thế nào phải có trái tay bên mình. Ủa có luôn hả? Có luôn. Anh không có tin đâu. Không tin giờ cầm đi. Cầm hả? Làm thử nha. Làm thử sao? Mình hẹn hò đi. Hẹn hò hả? Em làm bạn gái của anh. Ờ cái đó khó nha. Có gì đâu khó. Được không? Được hết. Bạn gái anh tên gì? Bạn gái anh tên là Chi. Rồi em sẽ là Chi. Hẹn hò. Hẹn hò đúng rồi. Chi à, sau năm 43 bây giờ anh mới có dịp trở về quê thăm em. Anh nhớ em lắm Chi ơi. Anh nhớ em lắm. Anh có mua quà tặng em đây Chi ơi. Chi ơi là Chi. Chắc chắn rồi. Sao vậy anh? Em là em làm Phương Mỹ Chi. Còn người yêu anh là người e. Người yêu anh tên là Hoa Chi Chi. Là Chi Hoa Hoa đó hả? Anh đừng có nói nữa. Tôi nói thôi. Được rồi. Em sẽ cố gắng thay đổi ngoại hình lần hai. Nhớ nha. Hẹn hò. Chi ơi, sau năm 43 trên Sài Gòn, bây giờ anh có cơ hội trở về quê thăm em. Anh nhớ em nhiều lắm Chi ơi. Anh muốn gặp em. Anh muốn gặp em. Chi ơi là Chi. Ơi là Chi. Em đâu rồi Chi ơi? Cái gì? Thí chủ. Thí chủ. Tặng cái gì cho Bần Ni? Tính tặng Bần Ni cái kẹp. Mà không biết nó kẹp ở đâu. Chắc mai mốt tặng bút lông quá. Muốn chi vậy? Dẻ cho có tóc để có cái để kẹp. Ủa chết cha anh vậy nữa anh. Em sai rồi. Không, bảo đảm lần cuối làm đàng hoàng đúng tên Chi người yêu luôn. Đúng đàng hoàng nghe chưa? Hẹn hò. Hẹn hò đi. Chi ơi là Chi. Bây giờ anh trở về quê thăm em 3 lần rồi Chi ơi. Bây giờ em ráng cho anh gặp mặt cái nha Chi. Chi ơi là Chi. Chi ơi là Chi mà. Giống chưa? Đúng đây nè. Chi cái nét mồi mồi đi nè. Rồi xuống đây đi. Anh trên Sài Gòn mới về á hả? Anh trên Sài Gòn mới về. Nhớ em không? Anh nhớ em muốn trẻo, muốn trẻo, muốn trẻo luôn. Anh nhớ em quá trời quá đất luôn. Anh về tìm em mà không có thấy em đi đâu vậy? Em đi nối tóc á. Mắc mơ gì đi nối tóc vậy? Tại nãy á hả? Cạo đầu giả làm lan vậy nối tóc có được gì nè. Có tóc rồi kẹp đi. Chi ơi, anh anh muốn cứu em. Anh này tiện nay nói mấy lời ngọt ngào nhiều chi dữ vậy? Thì anh muốn rót mật vào tai em á. Rót mật vào tai em á hả? À chết cha, mật tràn lỗ tai, điếc lỗ tai, điếc lỗ tai luôn anh ơi. Làm sao đây, làm sao? Có gì không? Điếc lỗ tai, điếc lỗ tai luôn nè. Có bông ra tai à. Móc móc ra liền. Móc ra liền hả? Làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì mới được? Làm cái gì? Rồi sao? Hết điếc lỗ tai rồi nè anh ơi. Hết điếc rồi. Đó là do gì sao? Đàn bà con gái hẹn hò con trai cần có trái tai bên mình. Sao em hay quá vậy?
Dạ. Ví dụ lấy tay vậy, ví dụ mà tặng cái khác có được không? Được luôn. Tặng nhiều cái gì để tặng lắm. Mình tặng xin gom. Em điên quá, tặng xin gom mà bạn ai gần gái giận đó. Không, giận mới cần xin gom đó. Không được đâu. Ông nghe ông bà ta nói hả? Đứa nào mà cãi lộn tùm lum ăn vô một cục xin gom là nín liền. Ủa cái thơ đạn hậu dây sợ biết không? Đâu, miễn có giận nghe lọt lỗ tai là được anh à. Rồi thử nha. Thử đi, bây giờ mình giờ mình làm bạn gái anh cầm đi này anh đó. Cầm. Hẹn hò đặng bác bạn bạn gái, gái nha. Giận. Anh đi đâu mới về? Anh đi từ Sài Gòn mới về. Sài Gòn mới về phải không? Đúng rồi. Có người yêu rồi phải không? Không phải, người ta yêu anh chứ anh không yêu người ta. Tôi không tin anh, mình chia tay đi. Ê bà, em mà đứng lại đi đã, khoan giận hờn bỏ đi đã, ăn miếng xương cơm đi. Một cục phải đó. Một cục thôi, ăn đúng một cục thôi. Em là con đàn bạc điên. Em là con đàn bạc điên. Em là con đàn bạc điên. Em phải yêu anh. Yêu anh hả? Yêu anh đến suốt cuộc đời mà không được chia tay. Em không chia tay. Em phải yêu anh. Em yêu anh. Em phải yêu anh. Anh yêu em. Đó là gì sao? Đó là sao? Làm lại à. Em phải yêu anh. Anh phải yêu em. Đó là lý do gì sao đàn bà con gái dự hận cần có xin gom bên mình. Hả? Thảm bộ. Anh muốn dối trí với em luôn. Dối trí đâu? Rồi được, cái đó hay đó em ơi. Ủa em, ủa là cái gì cũng làm thơ được luôn á hả? Mỗi cái là một câu thơ. Ví dụ chai dầu thơm. Dầu thơm này hả? À, ai mà đòi núi lùng bùng, xin vô một miếng nó chập trùng lại ngay. Ê, còn bánh mì thì sao hả? Bánh mì này hả? À bánh mì à, bánh mì à, ai mà lỡ có hai phay cắn vào một miếng nó thành chai thẳng liền. Ôi, sao anh chế được mấy con này hay vậy? Ủa làm như bán đây vậy trời. Đoán này phải không? Em trai à? Dạ. Cho anh hỏi là cái bến phà này nè, ngày nào nó cũng chạy qua chạy lại 20 chuyến có đúng không? Đúng rồi, đúng 20 chuyến mỗi ngày qua lại. Rồi à, em bán như vậy á là em ngủ cao lắm là 4 tiếng thôi đúng không? Trời, ngủ lố nữa, bán cho ai khách về hết trơn. Rồi à, ngày lễ Tết á, em trực ở đây cái bến phà này 24/24 có đúng không? Đúng rồi, mấy ngày đó khách đông lắm anh, phải bán kiếm lời chứ. Ê, còn ngày 30 Tết á, cái đêm 30 Tết á, là em đứng ở bến phà này, em nhìn qua bên kia sông xem bắn pháo bông có đúng không? Dạ, buồn lắm á. Ủa mà sao anh biết tâm trạng của em mấy ngày đó hay vậy? Bởi vì cách đây 15 năm, anh cũng là người bán tạp hóa ngay tại chỗ này. Bán ở đây. Ngày trước nhà anh ở bên kia sông kìa. Sáng sáng cái anh bắt một chuyến phà tới đây để anh bán. Anh nhớ lúc đó anh 10 tuổi. Rồi anh bám trụ với nghề bán tạp hóa được 8 năm. Sau đó năm 18 anh lên Sài Gòn lập nghiệp. Vậy là bao nhiêu năm nay anh ở trên Sài Gòn á hả? Không phải, anh ở Sài Gòn chứ 1-2 năm thôi. Rồi anh hợp tác lao động ở bên Nhật á. Bao nhiêu năm bôn ba nơi đất người. Bây giờ anh mới có cơ hội trở về thăm quê hương mình. May mắn sao anh lại là người đi chuyến phà cuối cùng này. À, em trai à? Dạ. À, mai mốt á, bến phà nó dẹp rồi, ta xây cầu lên em sống sao? Có sao đâu. Cái nghề bán hàng rong của em mà, không bán chỗ này thì bán chỗ khác. Chợ khu dân sinh thiếu gì chỗ bán. Tại bữa nay em cố tình em bán thiệt là chậm á, để em được nhìn thấy chuyến phà cuối cùng nó chạy. Chứ may là hết thấy, hết được nghe rồi. Anh kiếm gì vậy? Anh muốn tặng quà cho em. Nhìn mặt nó vui quá ha. Ừ. Anh cười dễ thương quá. Ủa mà anh tặng này cho em chi vậy? Cái con mèo này nè bên Nhật á, là một cái niềm may mắn. Anh muốn tặng cho em để chúc em mua mai bán đất. Ủa mà sao anh tặng cho em? Anh muốn nói lời cảm ơn em. Cảm ơn dễ vậy? Bởi vì khi tiếp xúc với em, anh mới thấy được hình ảnh của anh ngày xưa. Em giúp cho anh tìm lại và sống lại với những kỷ niệm mà anh không bao giờ quên được. Tới rồi kìa, chuyến cuối cùng rồi đó. Anh đi đi không có trễ. Ừ, vậy thôi anh đi nha. Hẹn gặp em.
anh ơi. Hả? Đợi em xíu. Có chuyện gì? Anh lấy cái này đi. Thôi của em bán mà em đưa anh sao được. Anh tặng quà cho em, em cũng phải tặng quà lại cho anh chứ. Nhưng mà em đưa cho anh rồi sao em bán? Còn có mấy món à, mai em bán cái khác rồi. Anh lấy này đi, lên phà bán cho khách cho trển. Đúng như anh nói á, anh sẽ sống lại những kỷ niệm hồi trước của anh. Anh nhận đi cho em vui. Trời ơi, cái buổi cuối là gãy phà rồi. Ai bánh mì dầu thơm càng chảy đánh răng. Bánh mì dầu thơm bạn chảy đánh răng, một ủng hộ ảnh với mọi người á. Ai bánh mì dầu thơm bạn chảy đánh răng. Bánh mì dầu thơm bạn chảy đánh răng, một ủng hộ đi mọi người á. Ai bánh mì dầu thơm bạn chảy đánh răng. Ừ, bữa nay em qua nhà anh đi, con vợ anh nó về quê rồi. Lâu lâu mới được ở nhà một mình thoải mái gì đâu. Nhà tôi có một mình tôi mà ta. Ê, trời ơi, quỷ. Là ma. Làm mai vợ anh nè. Mình mới đi làm về hả mình? Anh mới về mà. Ủa? Sao bữa nay em nói em về quê mà sao? Em có ra bến xe, nhưng mà em thấy không có ổn nên em phải quay về. Sao em không đi luôn đi? Đâu có được, em đi rồi ai chăm sóc cho mình? Không sao, anh tự lo cho anh được, anh ổn. Không, em muốn chăm sóc cho anh. Mình hả? Mình đi làm về rồi hả? Mới về. Vào vị trí đi. Cho anh né một ngày được không? Mình muốn vào hay là muốn cắt? Anh vào. Trời ơi, bung dép rồi trời ơi. Không có dấu hiệu lạ. Mùi hơi nặng là mùi của chồng em. Chịu. Cái gì? Tóc của ai? Tóc của con nào? Tóc của em. Tóc của em. Cùng màu. Chịu. Em ơi, anh xong nhiệm vụ rồi, giờ anh đi tắm được chưa? Được rồi, mình đi tắm đi, rồi em dọn cơm cho mình nha. Cảm ơn mình. Xúc dài rồi, mai đi mua giày mới nha. Alo. Dạ, alo. Giọng nữ. Alo. Em tìm ai? Dạ, em tìm anh Huynh Tiễn quá. Em quen anh Khoa lâu chưa? Dạ, em mới biết. Em tìm anh Khoa làm cái gì? Dạ, em muốn gặp riêng anh Khoa. Trời ơi, mày là con nhỏ nào? Dạ, mày ở phường nào? Tao chém mày, tao chém mày xong tao chém chồng tao. Chém chồng tao, tao xong tự tao chém tao luôn. Mày nói đi, mày ở đâu? Tao tới tao giết mày. Dạ, chị ơi, chị đừng giết em bạn Sim. Sim gì? Dạ, Sim điện thoại. Mình ơi, mình tắt cái tivi đi. Chị tưởng mình tivi gì? Tắt tivi, tắt đi.
chị tưởng mình đang xem phim á, chị tưởng em đang chửi chị, tắt tivi đi. Trời ơi. Này chưa là xem phim hả chị? Ừ, nãy chị giờ là... chị đang xem phim cưng ơi. Cưng ơi, cưng bán sim hả cưng? Dạ đúng rồi, làm em mẹ thôn. Chị không có nhu cầu mua sim nha. Có gì chị gọi lại em sau nha. Cái gì vậy em? Chỉ là điện thoại người ta tới mua sim thôi mà chưa gì mà em cầm dao anh dí anh rồi. Em làm vậy là có nỗi khổ riêng của em. Nỗi khổ cái gì? Anh thử đứng như vị trí của em đi. Dù sao em cũng là phụ nữ chứ bộ, đúng không? Phụ nữ thì sao? Tức ghê vậy đó. Mấy chị em ơi, lại đây nọ. Mấy chị em coi đó, hoàn cảnh của em có giống mấy chị không? Bởi vì có chồng đẹp trai khổ ghê đó, người ta hay nói vậy nè. Chúng bạn thường hay bảo em rằng phước này nhà, có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa. Đời vui biết dường nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước. Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng. Dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung. Đời đâu biết mà ngờ, hào hoa số nặng thề. Bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Có chồng hào hoa chúng ta thường phải đề phòng, với người hào hoa ít khi được tiếng thủy chung. Người mang tính đeo bồng, tình bay bướm lụy phiền. Khổ nhiều người khổ cuộc đời vì người yêu hào hoa. Mấy mẹ bỉm sữa nhà kế bên đi đâu qua đây đây. Gia đình của em đang có biến, dạ mời mấy mẹ bỉm sữa về. Thôi mấy chị về trước đi. Bây giờ xong rồi đó. Anh đi tắm được chưa? Cái gì còn còn trong túi đó, đưa cho em. Muốn đưa hay là cắt? Anh đưa. Trời ơi. Oh my god. Mấy anh mấy chị ơi, anh tặng quà cho em á. Trời ơi. Trời ơi, anh tặng quà cho em à. Vậy mà nãy giờ kỳ cục quá à. Trời ơi, nhận nè, diamond luôn á, thích ghê vậy đó. Trong này có mẫu giấy nhỏ nè, I love you, kỳ quá à. Lan yêu dấu. Tôi được phải không Lan? Ông tặng cho ai? Ông gọi đi, ông tặng cho ai? Cái giỡn này ông tặng cho ai? Cho anh nhận lên. Ông tặng ai? Ông tặng ai? Anh Khoa, em tới rồi nè. Đâu rồi của em đâu, không đi đi. Ô xe nhà anh phải không? Trời ơi, cái mặt âm trì địa ngục dễ sợ. Đi vô trong lấy cho chị ly nước, nhanh lên. Đâu rồi, anh của em đâu? Em ơi, hả? Em ơi, làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh thấy nó lì chưa? Con nhỏ để nhà phong thủy không có tốt. Đi vô trong nhanh lên. Hình như em hơi mặn chân phải không? Con vợ anh đó em. Trời ơi, còn ôm nhau xà nẹo nữa, mặc ốc cạch nữa, buông ra. Chị Bình. Bị gì vậy? Hôm qua bà mới ăn khoai lang á. Trời ơi, chị ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, đứng lại, trời ơi, 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 chạy lẹ lên. Chị mắc cái giống gì mà chị chém em dữ vậy? Mày cướp chồng chị. Cái gì? Em cướp chồng chị? Yes. Bị điên hả? Tôi qua đây là tôi lấy chiếc nhẫn của người yêu tôi. Thì đúng rồi, cái nhẫn người yêu nè. Người yêu em là sếp của anh Khoa. Thì đúng rồi, người... Sếp anh đi công tác, đưa chiếc nhẫn gửi cho Lan giùm. Chưa hỏi gì chép bấy nhầy nhỏ à.
Nhẫn chị giữ kỹ lắm kinh. Thôi đây, tôi qua tôi lấy cái nhẫn thôi mà. Làm gì chị chém tôi xối xả, rồi lại giết tôi nữa. Kinh có sao không? Tôi ổn. Hả? Anh Khoa. Kinh em bị gì vậy? Em xin chia buồn với anh. Em ơi, anh anh có con vợ khùng quá. Vậy em chúc mừng chị. Chị cảm ơn em. Chồng chị ngày mai bị đuổi việc. Trời ơi. Lan ơi. Lan ơi. Lan ơi. Vừa lòng em chưa? Cái nhà bay luôn cái nóng rồi kìa. Đuổi việc luôn rồi đó. Em xin lỗi. Tại vì từ trưa giờ cả ngày em chỉ ở trong nhà không à. Em không có biết chồng ở ngoài, chồng quen với ai, chồng làm gì hết á. Riết em sợ một ngày nào đó chồng có chuyện gì rồi chồng bỏ em. Nhưng mà chồng biết không, em yêu mình. Bên đây nè. Alo. Anh Khoa, tối nay 8 giờ ở chỗ cũ nha. Trời ơi! Trời ơi! Có trời đâu mà chúng ta vượt qua. Thấy người thao hoa thích tìm được cái người viết kịch bản á. Người đó là ai vậy? Em ngoài cái tội đẹp trai ra mà còn có tài ghét dễ sợ. Và chị bị lừa từ đầu đến cuối. Phút sau tụi em làm cho chị một cách rất ngỡ ngàng, là một cái cú điện thoại đơn giản thôi, là đúng là người yêu thật sự điện. Và cái mặt của Tiến Khoa xanh lè xanh lét, mà người kia giở nguyên cái vũ khí lựu đạn thì tùm lum tà la, rồi dao kéo rồi trong cái khăn bàn. Nói chung là cái cú lật cuối cùng chị rất là thích. Cái đề tài này nó không có mới, nhưng mà các em làm người ta xem người ta thấy mới. Tự nhiên thấy nó mới, giống như được đánh bóng lại vậy. Đem ra đánh bóng chùi kỹ bằng những cái thủ thuật, những cách mà em dàn dựng. Hai bạn diễn tiểu phẩm từ trước tới giờ lúc nào cũng quạt náo cái sân khấu. Đó là cái điểm mạnh, đức mạnh của hai bạn. Lý Hùng cảm thấy rất là thích cái tiểu phẩm của hai bạn hôm nay. Và các bạn phải giữ vững hoài là phong độ như thế. Cứ tiếp tục hoài thì các bạn sẽ đi đến đích cuối cùng. Tụi em nên kết hợp với nhau ít nhất là 3 năm để đi vòng Việt Nam, cho người ta thưởng thức sự ăn ý của tụi em. Sự xây dựng này không phải đơn giản mà gặp nhau, hiểu nhau và thành công được trên sóng truyền hình hoặc là trong chương trình giải hay không giải anh không cần biết. Nhưng tụi em cộng tác đó là sự cộng tác lâu dài trong nghệ thuật mà tụi anh tin, tụi anh yêu và tụi anh hy vọng tụi em sẽ có sự hợp tác với nhiều tác phẩm hay hơn nữa cho cuộc đời. Mày đứng lại chưa con mẹ? Trời ơi mày chạy với tao hả? Mày chạy hả? Mày đứng lại với tao làm hình mày. Mày trời ơi cái con này. Mày gạt mày. Trời ơi. Ha, mày chui ra đây. Mày chui ra đây, bữa nay tao làm thịt mày. Mày tưởng mày chui cho đống rơm tao không làm gì được mày hả? Tao thui rơm mày luôn. Mày chạy hả con? À, mày chui vô nhà hả? Mày tưởng vô nhà tao không dám đốt nhà tao thui mày hả? Tao đốt nhà coi mày chạy đường nào. Mày, ủa rồi mày chạy đường nào rồi tao chạy đường nào? Không được. Phèn ơi mày đi ra đây đi Phèn ơi. Khổ quá Phèn ơi, tao đâu có muốn giết mày đâu Phèn. Xui là bữa nay thịt chó nó hút hàng, hết hàng cho nên buộc lòng phải mang con chó ở nhà ra làm thịt. Mà nãy giờ nó chạy quá chạy à. Phương án 3 bông hồng mày không chịu. Tao chơi phương án 3 bông bụp. Chích điện mày. Phèn ơi, chuyến này mày không thoát khỏi nồi lẩu sáu măng của tao đâu Phèn ơi. Mày đợi tao Phèn ơi, chích điện mày nha Phèn ơi. Ây da mày cắn tao. Cái con này mày gan lắm rồi. Mày gan lắm rồi ha. Mày dám cắn tao hả? Mày. Ôi ngạc nhiên chưa? Chó mà đi được hai chân à? Phèn ơi bữa nay mày. Hồi nãy ông đòi giết tôi mà. Hả? Ông hù tôi mà. Hả? Trời ơi. Ông có ngon ông giết tôi đi. Trời ơi zombie chó. Trời ơi cứu tôi với. Trời ơi. Trời ơi. Ê.
Giết chó là tội ác. Trời ơi, cứu tôi nha. Thịt chó không thử dù chỉ một lần. Trời ơi, chưa hết đâu. Xem đây. Dù gái hay trai chỉ hai là đủ, làm sao đại ca? Lộn. Dù người hay ma, tránh xa thịt chó. Trời ơi. Trời ơi, bữa nay tụi bay tính làm cái gì vậy? Ở đâu ra mấy con này vậy? Ha, ông là một ông chủ độc ác. Hả? Chó nào ông cũng giết. Chó Nhật ông cũng giết. Chó cỏ ông cũng giết. Chó ghẻ ông cũng giết. Hỡi 500 anh em. Dạ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án thảm sát chó tại quán Cây Tơ Gia Truyền. Ủa, tòa án mà sao có con gấu này nữa? Tao để cho nó đẹp được không? Trời ơi. Dạ mấy anh ơi, cái gì vậy mấy anh chó? Mấy anh zombie chó. Con chó Nhật. Dạ. Lên kể tội đi cưng. Ông nhận tội chưa? Nó sủa cái gì em có hiểu cái gì đâu mà em nhận tội. Quên. Mày nói tới người đi mày. Wow. Hey. Tokyo Wasabi. Tokyo Moyeri. Hey. Ông làm gì vậy? Em đang muốn minh họa cho nó anh ơi. Muốn cái gì? Ông nhận tội chưa? Chị em có hiểu cái gì đâu mà em nhận anh ơi. Nó đang kể tội ông đó. Trời ơi, nó nói tiếng gì vậy? Nói lặng chó gì? Chó Nhật. Thì nó nói tiếng Nhật. Trời ơi. Anh ơi, anh dịch ra tiếng Việt cho em được không? Ý nó nói là ông bắt nó làm thịt. Nó sợ quá nó bỏ chạy. Ông nếu cái giò nó, ông bẻ ông quy rớt. Đúng không? Nó chơi Nhật đúng không anh? Được. Anh phèn nó nghe nè. Nhiều khi cái có đứa nào nó chơi đốt lửa trại á, cái con này nó vui, nó xách bình ga với hột quẹt lại, nó góp vui. Chạy nhanh quá thắng không kịp, nó lao đầu thẳng vô đống lửa, nó chết. Chứ em nào có thui rơm nó đâu anh. Hả? Ôi da. Cái tay như dày rồi, tay nào bằng hột quẹt, tay nào bằng ga. À, đơm đặc. Anh ơi, nó nói được tiếng Việt kìa anh. Nó là con chó Nhật, lai chó cỏ. Nó hai quốc tịch, muốn nói gì nó nói mày. Bây giờ sao? Nhận tội chưa? Nhận tội chưa? Dạ, em nhận. Chưa hết đâu. Còn nữa. Bé bỏng. Lên kể tội đi cưng. Dạ. Xin lỗi anh em, đập đầu hai con này cái. Làm gì vậy? Cái dẹo dẹo nhìn ngứa mắt quá anh. Ngứa mắt cái gì, nó đang kể tội ông đó. Ôi, nó kể tội em à? Nhận tội chưa? Nó ra nó muốn chó gì em có hiểu cái gì đâu mà em nhận. Chói hả? Chói hả? Được cái chói. Tại ông á, tại ông mà ông giết tôi. Mà cái điều quan trọng là ông giết xong ông để lại cái hậu quả là giới tính tôi bị nhấp nhô. Là tại ông đó, tại ông đó. Ông làm gì nó mà giới tính nó nhấp nhô vậy? Em nào biết, em nào có hay. Ông cắt cổ tôi. Ông cắt cổ đó phải không? Anh Phèn ơi, em nhớ con này rồi. Con này là cái con chó lầy nhất ở trong cái chuồng chó hôm bữa. Em cắt cổ nó mà nó quậy quá, nó dãy dụ làm sao mà cái đường dao em lia gọn qua một cái rồi giới tính nó nhấp nhô vậy luôn à. Ông nhận tội chưa? Nhận rồi, em mới nhận xong đó anh ơi. Bây giờ đến lượt tôi kể tội ông nè. Ừ, kể đi. Vào ngày hôm đó, vào một buổi sáng mùa xuân, tôi từ trong rừng tôi bước ra bìa rừng, tôi gặp cái nhà tranh đấu như vậy nè. Ừ. Tôi bước ra căn nhà, tôi thấy bà lão, tôi ăn thịt bà lão. Tôi bắt thợ săn bắn tôi chết. Tôi hận bắt thợ săn. Ủa, mày đang kể chuyện gì vậy?
cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Cô bé Hoàng Khăn Đỏ, tôi là con sói trong đó nè. Mày là con chó sói trong đó, mày vô đây mày kiện tao làm chi? Kiện ông hồi nào? Chứ mày vô đây làm gì? Phát thiệp cưới tôi với bé Bảo ở dưới đây thông qua rồi. Dành là đám cưới mình nha. Xin lỗi anh thầy, em đập đầu hai chó này cái trời. Dừng lại. Tự nhiên đập đầu đồng loại tôi à. Đang xử tội tôi đi vô phát thiệp cưới, làm sao hai cái con cơ hội. Vậy bây giờ còn ai muốn kiện cáo gì không? Còn tôi. Em kể tội đi em. Dạ. Ừ. Em hỏi anh nè. Ừ. Anh là một con chó. Ê ê, mày đang kể tội hay là mày đang chửi tao? Đâu có, em đâu có chửi anh đâu. Em đang nói là anh là một con chó. Ê ê, hình như là mày đang đứng về phe tao phải không? Đúng đó, em là phe của mấy anh. Đúng rồi. Tụi mình là đồng đội với nhau. Ừ. Anh nói giùm em đi, tụi em là cái gì? Tụi bay là một bầy chó. Dạ. Trời ơi là trời, mày chửi tao chưa đủ mà kêu người ngoài chửi luôn tao hả con quỷ? Không có. Ý em nói á, chứ tụi mình là những bầy rất là đáng yêu. Con người nỡ lòng nào giết hại. Em chỉ muốn thân thiện với con người. Em chỉ muốn đùa vui với lại con người. Cũng vì con người mà em vượt 9.000 km đường biển, vượt qua 2 cái đại dương. Vậy mà em lên bờ có 3 mét, em bị đập đầu chết. Lại. Đồ mấy cái con đơm đạt, mày yêu giống chó gì, mày giống chó gì mà mày bơi 9.000 km đường biển mày. Ê tao thương thương mày, tao cũng binh mày được nữa. Mày chó làm sao mày bơi được 9.000 km? Em là chó biển. Chó biển là con gì? Là hải cẩu á. Hả? Em khỏe mạnh lắm á. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Mày tao giết mày hồi nào mày vô đây mày kiện cáo tao? Em đâu kiện anh đâu. Em thấy chỗ nào có kiện em bay vô em kiện hả? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Tôi có hải cẩu gì nè. Trời ơi cái con hải cẩu. Trời ơi nè trời. Trời ơi đang xử án tôi mà chơi gì kỳ vậy? Tụi bay ra đây coi. Hả? Tụi bay tẩy xong sửa cha nội này cho tao. Dạ anh ơi. Bây giờ xử thiệt luôn hả anh Phèn? Bây giờ vật chứng và cẩu chứng đầy đủ rồi. Ông nhận tội chưa? Nhận tội đi. Đợi đây. Anh Phèn ơi anh thông cảm em cũng chỉ vì mưu sinh thôi. Tụi tôi cũng phải vì lo cho gia đình. Nánh đi. Vì đồng tiền mà ông nỡ lòng nào ông giết hại chúng tôi. Thậm chí tôi là con chó ông nuôi làm kiện nè, mà lúc cần ông đem ra ông giết luôn. Loài người mấy người, chỉ vì một miếng môi mà nỡ lòng nào giết hại một giống loài trung thành nhất với loài người. Tại sao? Phải rồi, xử đi, xử đi, lâu lâu người hôm nay đứng trước tòa án, tôi thay mặt cho loài chó tôi quyết định xử ông. Anh Phèn hơi nhẹ tay giùm em anh Phèn ơi. Ông nghiêm túc phê bình và kiểm điểm sâu sắc. Vậy vậy? Vậy anh mẹ. Xử gì kìa vậy? Ông giết mình đó. Thì bây giờ loài người nó sợ mình rồi thì thông cảm tha cho người ta đi. Dạ, dạ, dạ em sợ lắm rồi mấy anh chó ơi. Nếu như anh không xử thì để tụi tôi xử. Tụi bay xử cái gì? Đáp đáp đầu. Ủa vậy là nãy mình chích điện vô mình hả ta? Vậy mấy con chó hồi nãy. Phèn ơi, Phèn ơi mày đâu rồi Phèn ơi? Phèn.
Phèn ơi, đi ra đây đi con. Phèn ơi, Phèn, tao xin lỗi mày, tao không có giết mày nữa đâu Phèn ơi. Tao nào giờ vì mưu sinh, tao phải làm mấy cái việc này. Nhưng mà bữa nay tao không có giết mày nữa, tao bỏ mấy cái dụng cụ này, tao bỏ hết. Không không Phèn ơi, mấy cái này tao bỏ, tao bỏ. Tao không có làm, tao không có buôn bán thịt chó gì nữa hết á, tao bỏ. Phèn ơi, Phèn ơi, đừng có sợ, chó là bạn, không phải đồ ăn. Đừng có sợ nha Phèn. Tụi mình về với nhau nha Phèn. Bình thường đi, nghe, tụi mình là một nhà nghe Phèn nghe. Chị rất là ủng hộ cái tiểu phẩm ngày hôm nay của tụi em. Chị đã từng nuôi gần 30 con chó. Và chị rất yêu thương con vật này vì nó rất là trung thành. Nó không bao giờ bỏ chủ, cho dù chủ giàu hay là chủ nghèo. Cho nên cái tiểu phẩm của tụi em ngày hôm nay thật sự chị rất là thích. Tôi cũng đồng cảm với bạn. Tôi là một người rất là yêu thú cưng. Chó hiện nay trên xã hội chúng ta rất nhiều đề tài để nêu lên. Và các bạn lên nêu cái chủ đề hôm nay ra thì đó là một cái nội dung rất là tốt. Hai bạn đến sân khấu lúc nào cũng có cái hoạt náo rất là vui và rất là nhộn nhịp và đem đến tiếng cười cho khán giả. Hôm nay Đông Nguyễn diễn một cái nhân vật lạ. Các bạn thấy Đông Nguyễn diễn có tốt không? Đông Nguyễn ngày hôm nay em diễn rất tốt. Em không bao giờ buông nhân vật của em. Em vẫn là một con chó, em diễn con chó sợ nè, con chó vui mừng nè. Rồi cái đoạn cuối, đặc biệt cái đoạn cuối, nếu mà tụi em kéo dài chừng khoảng 30 giây nữa là chị sẽ khóc thật sự. Nhưng mà hồi nãy là chắc đau cái chân lắm phải không? Mà cũng khen rồi Đôn Nguyễn lúc nào cũng hy sinh về vai diễn không? Chị nói thật, khi em bò rất là đau. Đau lắm, chị thấy rất là đau, lên xuống. Chị chỉ nói ngắn gọn thôi, em biết những cái điểm mà mua bán chó hay làm thịt chó ở Sài Gòn, Hà Nội biết không? Em biết hết, tại vì chó nhà em bị mất và em chuột cũng 3-4 lần gì đó. Dạ đúng rồi. Chuột 3-4 lần. Em cũng đã từng đi chuột con chó. Rất là nhiều tiền, nhưng mà đến khi chuột về á là nó bị bệnh. Là bởi vì nó lây trong những con chó trong chuồng là cũng mất luôn. Tụi em có những thực tế chứ không phải là tụi em tưởng tượng, mà tất cả những điều tụi em biết tụi em không có hề đem vô một miếng nào hết là tại sao? Nếu các bạn đưa ra càng thực tế, chính là con chó nó bị bệnh rồi, nó bị lây rồi, tất cả những gì bạn biết thì nó sẽ có tính thuyết phục và nó hiện thực hơn là nó ảo hóa đi. Các bạn cần phải chỉnh chu hơn nữa, hoàn hảo hơn nữa trong từng suy nghĩ của mình. Thôi mọi người, hai đứa em nó còn trẻ quá, nó còn nhỏ quá, vậy là quá giỏi rồi. Cho nên thôi, cái gì cũng nương nương từ nhỏ một tí. Xin cảm ơn những lời nhận xét từ phía hai cặp đôi giám khảo rất nhiều. Trời ơi, nó bền bồng, sao muộn sẽ quên được nào. Yo, hãy nhẹ nhàng, hãy nhịp nhàng, rồi lòng hãy nâng cạn ly. Bạn ơi, em ơi, anh đâu có sai. Sai rồi, anh đâu có sai. Hôm qua ai nhảy xuống ao, ai tắm dưới ao là ao cạn dồ. Gặp gần khổ đời tôi, bồng bềnh để mà phê. Nhìn qua bước dài bước ngắn, chẳng dễ ôi chồng, cái mà là chồng. Trời ơi, ông nhậu cũng vừa vừa phải thôi. Ông nhậu như vậy á, ruột gan làm sao mà chịu cho nổi. Chồng ơi, nói lại nghe chơi. Tôi nói ông á, nhậu vừa vừa thôi. Nói mà cứ cãi. Cái dốc này là quốc á. Ây da, trời ơi, ông coi đó, ông đánh tôi vậy có nợ chịu nổi không? Làm cái gì chịu không nổi? Người ta đang đi nhậu, kêu người ta về. Ăn cơm ăn nước là cơm nước đâu? Chưa có nấu. Nói cho vợ biết nha, đi vô trong đó nằm 10 phút mà chưa có cơm mềm mình với tôi nha. Đây. Trời ơi, sao mà số con khổ quá vậy nè? Vì sao con khóc? Con khổ quá Bụt ơi.
bụt đâu mà bụt. Tao là hai thằng má thằng quẹo nè. Hả? Má dân quẹo mày nhìn không ra tao mày xinh hả? Xinh cái gì mà xinh? Con trai của má là quẹo á, nó quánh con muốn sạc luôn này chứ xinh cái gì. Trời ơi má. Đánh đi con, đánh đi, đánh đi. Con vợ đâu rồi? Ê, đó, má không tin phải không? Má lùi xuống, má núp xuống đi. Má coi nè, ảnh ra một cái, ảnh nói tiếng trước, tiếng sau, ảnh bợp tay con liền đó. Nấp vô, nấp vô. Nãy giờ cơm nước có chưa? Cơm em chưa có kịp nấu. Gì? Cơm chưa có kịp nấu. Kéo nó về nãy tới giờ mày chưa nấu cơm hả mày? Bữa nay mày đã có đồng minh hả? Tao gom xuống tao quýnh hai đứa vô một chỗ luôn nè. Đứa nào đứa... Má mới lên chơi. Lên chơi cái gì ha? Tao á là tao chán cái ông già té mày ở dưới nhậu quá nói hoài không nghe. Tao mới ghét à, tao giận tao bỏ lên đây tao đi bụi. Lên đây gặp mày cũng sáng sai chiều xén nữa hả quẹo? Đó, con nhậu có chút xíu à. Nhậu chút xíu? Tao đứng gần mày tao nghe mùi rượu nồng nặc à. Tao không ngờ bây giờ mày bể rạp như vậy. Má! Hả? Má nói vậy là nói quán cho ảnh. Đâu phải bây giờ, mười mấy năm rồi. Vậy mà tao tưởng nào giờ vợ chồng mày vui vẻ hạnh phúc lắm. Vui lắm má. Hả? Để con kể cho má nghe. Ngày nào con cũng nằm kế chồng, từ ban đêm tới lúc sáng hừng đông, bỗng có tiếng gà gáy. Sao mày quánh nó? Gà gáy âm sầm ngủ không được à? Gà gáy đâu liên can gì tới nó đâu? Dạ gà con nuôi. Rồi sao nữa? Chuyện này vui nhất nè. Buổi chiều con ra bờ sông, con giặt đồ. Bỗng từ xa xa chồng con đi nhậu về. Vợ ơi. Dạ. Ủa, giặt đồ hả? Dạ. Trời ơi, nó giặt đồ mà mày cũng quánh nó nữa hả? Nó ngoại tình kìa. Hả? Nó giặt cái quần này là của đứa nào, của thằng nào đâu phải của tôi. Con giặt mướn mà má. Trời ơi mày nhau nha, mày sai vậy mày đứng im đó cho tao. Nè con dâu. Dạ. Bữa nay có má ở đây rồi, má sẽ làm chú cho con. Dạ. Trói nó lại. Hả? Con sợ. Có má ở đây rồi, tao đổ nó dám làm gì mày. Trói nó đi con. Má ơi, má nỡ giao con cho sói hả má? Sói gì mà sói? Ông quẹo, bữa nay tôi quánh ông Tự quẹo thành thẳng luôn. Tới luôn con. Dạ. Nè, lúc mà má về bà lo bà đi rửa hình thờ là vừa đó. Hương ăn tát suốt trăm năm. Quẹo ơi. Đó má. Má ơi, má ơi, cứu con. Má ơi, trời ơi, cái gì vậy? Má nở nào, má lên đây, má nấu cháo cho giặt. Má để vợ con đến xử con vậy hả má? Xong chưa con? Má, con trói xong rồi đó. Bây giờ mình hỏa thiêu luôn đi má. Ê, con tao mình hỏa thiêu vậy? Chứ cột làm gì? Cột đó, bắt nó đứng đó, chứng kiến mẹ con mình. Má tính làm cái gì con? Má ơi, con không biết nhậu. Đúng rồi đó má, má nghĩ sao má từ dưới quê lên đây má xúi vợ con nhậu với má.
Không. Má. Có má. Mình nhậu tới nóc luôn đi má. Rượu đã có. Mồi đâu sao không thấy. Muốn mồi có mồi. Trời ơi. Còn rượu má kiếm đâu ra? Má giận ông nhậu quá à. Má lấy hết rượu của ông đem lên đây không cho ông uống nữa luôn. Ủa vậy hả? À. Vậy còn hai trái cốc. Má ôm can chạy trước. Ồ. Ông nói gót ông chọi cốc theo sau. Ồ. Chọi bao nhiêu má chụp bấy nhiêu. Ồ. Gom từ nhà lên tới bến xe là được 4 cái cần xe. Ồ. Bán được 1,2 triệu. Má ôm tiệm dông thẳng lên đây nè. Vậy còn hai trái sao má không bán luôn đi? Hai trái này còn dư. Má kẹp cho ông cánh hơi hăng ta không có mua. Trời ơi má ơi. Má ơi, má từ dưới quê má lên đây. Má dạy cái gì không dạy? Má dạy vợ con ăn nhậu rồi đối phó chồng là sao má? Mày nín đi. Tôi nói cho ông biết. Mấy ông nói gì? Đàn ông mấy người nhậu được hả? Tôi cũng nhậu được. Đúng. Thậm chí tôi còn nhậu lầy hơn nữa kìa. Trời ơi. Cũng tôi nhớ vợ tôi sẽ lạc lạc kìa. Bà con ơi qua đây cũng tôi nhớ. Ôi nó gặp gần. Nó gặp gần. Rồi đời sẽ đi về đâu. Ôi nó bền bồng. Nó bền bồng. Trời ơi. Sẽ thương được nhau. Yo. Hôm qua ba má quánh nhau rủ đứa con dâu nhậu cho quên đời. Chỉ vài ly nhịn hoài để làm chi. Rồi đây chừng nào tận này thôi tôi xin lìa cái cuộc đời này. Ai? Bà mới nói gì đó? Con nói gì con? Ý con là con muốn chết. Mày nhậu xỉn mày sáng rồi mày cầm chai thuốc rầy chi vậy con? Con sống với ảnh mười mấy năm trời. Ngày nào ảnh nhậu, ảnh về ảnh cũng lôi con ra ảnh đánh con hết. Thì coi như cuộc đời của con cũng đã chết rồi đúng không? Đúng. Mà nếu như bây giờ con có chặt bụng con bỏ ảnh đi nữa thì con cũng đã lỡ làng rồi. Từng tuổi nay ai mà lấy con nữa đúng không? Phải. Nếu vậy thì tôi sẽ chết cho anh vừa lòng. Trời ơi má ơi cứu con. Má ơi gà con vợ con lại. Cái chai cuộc này. Má. Tao hối hận tao lúc mày nhậu. Trời ơi lấy cái cuộc này ra. Con vợ mày đang ăn. Trời ơi cởi trói cho con lẹ đi. Trời ơi cởi trói. Trời ơi trời ơi. Đừng có uống. Trời ơi cởi trói cho con lẹ đi. Đừng má đừng. Trời ơi. Má ơi nó uống giữa trời rồi. Trời ơi làm sao. Trời ơi! Gọi cấp cứu cho con! Gọi cấp cứu! Trời ơi! Nó xùi con rồi! Con dâu ơi! Mày giết nó! Mày giết nó rồi con ơi! Má! Con biết tội con rồi! Để con chết theo nó để con tạ lỗi với nó nha má! Bèo! Bèo ơi! Này Siro mà! Ủa vậy còn cái thứ mà nó sùi bọt ra trong miệng vợ con là cái gì? Thì mày hỏi nó đi. Xe sủi bọt. Vậy là bà với má là toa nặc lừa tôi hả? Bà. Mày nha mày hả quẹo. Mày nha mày. Mày vừa phải thôi nghe mày. Con vợ mày á, nó nhậu một bữa nó quậy á. Mày mệt không? Dạ mệt. Đó. Vậy mà anh quậy tôi mười mấy năm trời. Rồi hả mày say xỉn mày quánh nó bốc nó ức rồi nó uống thuốc nó chết đó. Mày có đau không? Dạ đau má. Đó. Anh nhậu riết rồi anh có chuyện gì tôi cũng đau vậy. Người chết là hết. Người còn sống ở lại mới khổ thôi con à. Mày chừa chưa? Dạ má ơi. Má ơi con chừa. Từ nay con không có uống rượu nữa đâu má. Con hứa với má con tu tâm dưỡng tánh. Anh xin lỗi vợ. Tha lỗi cho anh nghe vợ. Hi hi đồ ngốc.
Ủa dạ. Chi vậy má? Về quê làm y chang vậy cho ông già tía mày chưa? Trời ơi, vậy là vợ chồng mình trở thành thánh nhân. Em ơi, anh đâu có sai. Rồi anh đâu có sai. Hôm qua ai nhảy xuống ao, ai tâm dưới ao là ao cam vô. Các bạn đã chọn một thể loại châm biếm mạnh mẽ, nó thành náo kịch. Các bạn làm cái gì cũng quá lên hết. Và tất cả những điều đó nó lại mang phong cách riêng của Đôn Nguyễn và Tiến Khoa. Rất dễ thương. Chị nghĩ sau khi xem cái tiểu phẩm này thì tất cả những người phụ nữ sẽ rất là yêu Đôn Nguyễn và Yến Khoa. Và ngày hôm nay Đôn Nguyễn, chị thấy em giả gái 50% vậy cũng đã rất là xinh đẹp. Chị đang rất là dễ thương. Bữa nay em diễn mà phải nói cái chỗ mà em kể lại câu chuyện đó đó, em đọc diễn một mình em á, phải nói là em rất là bản lĩnh. Cái lật cuối á, là cái cách rất là trí tuệ, cho nên chị rất là thích. Cái kịch bản tụi em cũng rất là xúc tích. Nhưng mà em nói mà cái chuyện mà khi mà người chồng mà khi mà uống rượu về đánh vợ mười mấy năm, đây cũng là cái thông điệp. Có nhiều cách giải quyết. Đây là cái cách giải quyết của em, là những người vợ cam chịu qua cái tiểu phẩm của em. Nếu khán giả xem đài là chúng ta sẽ không cam chịu, và chúng ta không có tội dạ gì phải lấy rượu đi để đối chọi lại cái chồng, thì chúng ta đi đến chính quyền. Nếu như mà chưa kịp báo chính quyền thì anh Hùng có mở cái lò vỏ để dạ cho tất cả phụ nữ của Võ Tự Thân. Đúng rồi. Không lấy tiền. Lý Thông con. Dạ mẹ. Con thấy mọi chuyện ổn chứ? Chắc ổn. Mẹ thấy bất ổn. Bây giờ phải làm sao? Lính canh nó canh kiểu đó, mình không vô thành được mà cứ nằm sắp về hoài. Tức cái rốn quá con. Con cũng tức cái rốn nữa. Bây giờ đợi nó tới để gây náo loạn thì mình phải dụ lính canh của bên kia để mình ngồi mình đợi mới được. Cách cũ. Hết sức nha con. Chuẩn bị nha con. 1, 2, 3. Mày qua mày cầm máu cho tao lẻ lên. Ủa? Mày bị gì vậy? Tao kêu mày liện qua bên kia để gây tiếng động, lính nó dồn về bên đó, mày liện cho đầu tao vậy. Trời ơi, đêm hôm con chỉ canh được cái lực, con đâu canh được cái hướng đâu. Đau quá con ơi. Mày có sao không? Không sao. Mà cũng tại là mấy thằng lính á, ăn ở không, canh mình hoài, canh từ sáng tới tối luôn. Mày đừng có nói tại lính, tất cả là tại cái ông quan huyện. Làm quan mà bày đặt liêm chính. Nghĩ coi, mẹ con mình có làm cái gì đâu. Mẹ con mình chỉ đi buôn cồn phi pháp về bào chế rượu chứ đâu có giết người. Dạ, nhưng mà cái rượu đó người ta uống vô người ta chết á. Mắc cái gì chết? Trời ơi, mẹ quên rồi hả? Cái cồn nó độc lắm. Mẹ thấy không? Nè, cây cỏ mọc không nổi luôn nè. Nét đi, cây cối liên quan gì đến cồn của tao, tao pha chế rượu bình thường. Nhưng mà cách mẹ pha chế có vấn đề. Cách gì? Mẹ quên hả? Con nhắc cho mẹ nhớ nè. Ta đun nước sôi, ta bỏ cồn vào. Ta bỏ cồn vào làm sao cho keo. Ta bỏ thêm cồn, ta bỏ thêm thèm. Ta bỏ càng nhiều thì rượu thêm ngon. Ơ, mẹ, con thấy không có ổn. Không có cái gì không ổn hết đó con. Nhưng con thấy sai, con thôi đừng làm. Con thấy mình làm sai sao á. Sao ngu quá vậy, ta phải kiếm tiền. Ta cứ kiếm lời, có chết ai đâu. Sao hả? Rượu cồn kìa, rồi bà dám uống không? Không, tao pha chế thì thôi chứ ai muốn uống thì uống chứ. Mà nè, mày để xuống tao hỏi mày, mắc cái giống gì? Giữa cổng thành mày cứ vêu vêu réo má mày là buôn rượu lậu hoài vậy? Bà đó, bà không biết phải má tôi không nữa. Suốt ngày chửi tôi hoài. Vậy thì mày bớt nói đi cho tao bớt chửi. Thì bà bớt chửi cho tao bớt thôi. Mày bớt nói đi cho đầu mày bớt thẹo. Vậy thì không nói nữa. Gì? Khi nào nó tới? Mấy giờ rồi? Giờ tí ba khắc. Nó sắp tới rồi đó. Chuẩn bị đi con. Bà con ơi, bà con ơi, chàng tới rồi. Chạy nhanh lên bà con ơi. Chàng tới rồi. Chạy nhanh lên bà con ơi. Nhanh lên. Chàng tới rồi. Trời ơi, chàng tới rồi. Bà con ơi, chạy. Chạy, chạy hướng này bà con ơi. Chạy. Bà con
giờ cổng thành đã mở, mẹ con mình về nhà. Chết rồi bà con ơi. Bà con ơi, chàng đã biến hình. Cứ an tâm, bà lão sẽ ổn thôi mà. Trời ơi là trời, thân tôi là quan phụ mẫu chi dân, là quan nguyện. Vậy mà tôi không cứu nổi người dân của mình, tôi lại để chàng hoành hành tại nơi đây. Tôi có lỗi với mọi người, tôi có lỗi với mọi người nhiều lắm. Mọi người ơi, triều đình đã có ban chỉ xuống, mọi người hãy cùng nhau lắng nghe. Phụng Thiên thừa dẫn hoàng đế chiêu rằng, lâm trấn có chằng, ai đủ dũng chí chém được đầu chằng, lại kinh nộp vua, triều đình bạn tước khâm chỉ. Kể từ nay, tất cả bà con dân làng mình phải tập luyện võ nghệ, quyết tâm giết chằng, giết chằng, giết chằng, giết chằng. Trời ơi mọi người phải về quyết tâm giết chằng nha mọi người. Mẹ ơi mẹ. Mẹ hét một hồi tao lọt xuống cái giếng cồn này tao chết rồi sao? Thôi bà yên tâm đi, bà không có chết được đâu. Mắc cái gì không chết được? Bà chết hết rồi sao bà? Chuyện gì? Mẹ có nghe nói gì không? Nói cái gì? Triều đình ra lệnh chém chằng. Hả? Chém con chằng của mẹ. Đúng rồi. Trời ơi, con chằng mẹ nuôi mà, con chằng mẹ nuôi từ hồi nó còn một quả trực mà. Mẹ thương nó như con của mẹ mà. Tại sao người ta lại chém chằng của mẹ? Bao ngày mẹ mong, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Từ một quả trứng em chẳng lọt ra, hình hài nhỏ bé như khi thầm. Tiếng em khóc hoa, mắt mẹ lệ nhòa, bắt đầu từ đây sống bên chẳng. Ngày con yêu tinh nó biết ăn, mẹ con tôi lao đao rất nhiều. Bánh bao xôi mì cà chua, nó ăn hoài không có biết no. Từng ngày trôi qua em lớn khôn, mẹ con tôi lao đao muốn khùng. Em hãy nhìn kìa, mẹ đang khóc vì em. Tao khóc gì nó ăn sập cái da cam nhà tao rồi. Bây giờ có mấy cái cồn độc nè, mày chế cho nó uống giùm tao đi. Thôi không được đâu mẹ ơi. Mắc cái gì không được? Nó mà uống cồn độc vô hả, là nó biến hình thành mấy con quỷ ghê lắm. Nó càng biến càng có lợi. Tao nuôi nó tới một cái ngưỡng, tao sẽ thả nó ra. Nó quấy nhiễu dân làng, bà con dân làng và binh lính đối phó với nó. Bên đây mẹ con mình buôn rượu lậu không ai biết. Ồ, đó, vậy mà triều đình đòi chém. Triều đình đòi chém chằng của mẹ. Mẹ nghĩ cách đi. Triều đình đòi chém chằng của mẹ. Dạ. Để họ chém đi con. Ủa gì kỳ vậy mẹ? Nó là con mẹ mà sao tự nhiên để nó chém? Mày ngu lắm. Mẹ dạy mày bao nhiêu lần rồi. Có ác thì chớ ác non. Ác sâu, ác hiểm, ác dày tâm can. Muốn chém chằng để chém. Mình không cần buôn rượu lậu nữa. Bây giờ chằng nhà mình nuôi mà,
mày chặt đầu nó đem lên kinh nộp cho vua. Mày được phong chức tước, mẹ là mẹ của quan. Mẹ nói đúng, có ác thì chớ ác non, ác sâu, sâu ác hiểm, ác dày thâm ca. Mày đi đâu đó? Con đi vô rừng con kiếm con chằn con chém. Mày chém con chằn hay mày chém con mẹ? Mày đi vô làm cái gì? Chứ mày sao? Ác mà mày ngu. Một hồi nữa con chằn nó lại đây liền bây giờ nè. Lúc đó nó mê uống cồn độc của mình mà con. Lấy cồn cho nó nhiều hơn một chút, nó uống, nó phê. Lúc đó chém nó mới chết. Oh. Mày coi mẹ dụ nó nè. Yeah. Bé chằn của mẹ ơi. Quăng tao cái lù, quăng tao cái lù, quăng tao cái lù là bức tường về nhà. Quăng tao cái lù, quăng tao cái lù. Mày thấy mưu kế của mẹ chưa con? Mẹ, nó chết chưa? Chắc chưa. Ai người định giết tôi à? Ai người chết chắc. Trời ơi, chạy đi con ơi. Trời ơi, trời ơi, chạy đi con. Trời ơi, ê, con chằn đâu, con chằn đâu, con chằn đâu, con chằn đâu, mẹ, con chằn đâu? Ta mới là chằn, mày chết. Con ơi, con chằn đâu rồi? Con chằn đâu rồi con ơi? Con ơi, con chằn đâu? Con chằn đâu? Tao mới là chằn, bà chết chắc. Ê! Ê! Đứng lại, mày là con tao hay mày là chằn? Bà là mẹ tôi hay bà là chằn? Mẹ đó. Không được. Con chằn này nó ranh ma. Tao phải thử quyết thống với mày. Ông bà có dạy, mẹ mà quỳ trước mặt con thì con sẽ bị điêu đứng. Là sao? Để tao coi mày điêu đứng cỡ nào. Trời ơi. Đây là cách trị những đứa con bất hiếu. Trời ơi. Nhưng qua đó tao mới biết được mày là con tao. Mẹ. Lý Thông. Mẹ. Lý Thông. Mẹ. Con đây. Mẹ đây. Rồi chằn đâu? Đâu? Chằn đây. Mẹ. Anh. Thạch xanh. Con đã giết được chằn rồi đấy mẹ. Con ơi, dạ. Con chém được đầu chằn rồi hả con? Con nào giết, lúc con đang chẻ củi trong rừng thì lưỡi búa văng đi. Con chạy đi tìm lưỡi thì ô, lưỡi đã ghim vào cổ chằn. Ôi, một cái chết thật là gãy gọn. Mẹ, bây giờ con sẽ đem đầu chằn lên trình với vua. Khoan, mẹ. Mẹ ơi, mẹ làm sao đi? Nó đem đầu chằn lên vua rồi kìa. Mình phải tìm cách cướp đầu chằn. Thạch Xanh. Dạ. Con giết được chằn rồi hả? Dạ. Xanh ơi, Xanh à, đầu con lắm, con lặn cho sâu kẻo vào triều vua mắng. Dạ không sao đâu mẹ, để con đi trình với vua liền. Vào triều vua mắng. Con đã có công, con tin là vua không mắng con đâu. Vào triều vua mắng. Con không sợ. Mày tắm đi rồi tao cho mày cái yếm đào. Hả? Con tắm. Nghi lắm rồi. Dạ không, con muốn lấy yếm đào để tặng cho người con thương. Mày tặng ai cũng được, tắm đi con. Dạ. Mẹ, bây giờ sao? Lên phủ mẹ. Ấy cha. Tao nghi lắm mà. Con nói mày không tin. Bây giờ nè con ơi, đầu chằn đã thuộc về mẹ con mình. Đúng rồi, mình mang lên triều đình đi mẹ. Đúng rồi. Quan yeah. Quyền tới. Ê cha. Kìa,
Thiếm Lý. Dạ. Kìa, Lý Thông. Dạ. Đầu Trăng. Dạ đây. Khoan đã, hai người hãy đứng lên đi. Hai người đứng lên. Hai người đứng lên. Tôi xin thay mặt cho toàn dân trong huyện mình xin cảm ơn, xin đa tạ hai người rất nhiều. Dạ, vậy thì bây giờ mẹ con tôi mang đầu Trăng vào cung tiến vua. Khoan. Hai mẹ con ngươi có biết hai mẹ con ngươi đang mang đợi tội không hả? Tội gì? Tội thứ nhất, nấu rượu độc bằng cốt. Hả? Tội thứ hai, hai mẹ con ngươi dám nuôi chặt sách nhiễu dân đen. Hả? Sao ông biết? Chỉ hai tội này thôi ta có thể chém được hai người chơi. Nhưng mà tôi hỏi làm sao ông biết được ông chú cáo tôi à? Bà nôn nớt quá. Ta biết chứ, ta biết hết tất cả. Nhưng ta có mắt như hồn của ta, chứ biết có miệng như câm. Để cho tất cả nhà ngươi làm gì thì làm, để cho con Trăng này khôn lớn. Thấy không? Chuyện Trăng này loạn tới kinh thành, nhà vua ban cái chiếu chỉ xuống. Bằng chiếu chỉ này ta có thể diệt được cả hai mẹ con. Các ngươi nuôi Trăng giỏi lắm hả? Tụi ta không biết hả? Chuyện các ngươi nuôi Trăng là chuyện của các ngươi, nhưng chuyện nuôi các ngươi là nằm ở ta. Rồi sẽ tới một ngày ta hái quả. Hai mẹ con nhà ngươi nếu ngày hôm nay không giao nộp đầu Trăng cho ta đồng nghĩa với việc bêu đầu xử trảm, rõ chưa? Đầu Trăng này sẽ thuộc về ta. Chưa chắc. Ủa sao nó còn sống vậy mẹ? Ủa hồi nãy là Thạch Sanh mình đẩy xuống giếng mà. Ờ. Thạch Sanh hồi nãy là ta đó. Hả? Ba người định giết ta hả? Ba người chết. Mà tới bốn con Trăng, mà đã là Trăng là phải chết. Kịch bản xuất sắc, diễn tuyệt vời, phối hợp ăn ý, và hai nhân vật chính là hai nhân vật nổi bật để nêu bật chủ đề lên. Chúc mừng Tuyển Khoa Đoàn Nguyễn. Chị thích nhất con người sống giả dối, độc ác. Như câu tệ em hồi nãy em nhấn mạnh rất nhiều lần. Có ác đừng có ác non, ác sâu, ác hiểm, ác dày tâm can. Trời đất ơi. Chính vì hai mẹ con đều thuộc lòng câu đó, cho nên cuối cùng cái ác và cái giả dối chính hai mẹ con cũng không tin được nhau. Chị thích nhất cái điểm đó của tụi em, đưa lên một cái rất là nhức nhối. Điều đó rất hay. Tôi xem cái vở bạn lúc đầu tôi hơi ngỡ, tôi rất là lo. Vì các bạn thấy không, đây là cái vở trẻ con Việt Nam rất thích. Đó là một cái nêu cao, cái người Thạch Sanh, một người anh hùng chém Trăng để cứu cho dân làng. Nhưng mà khi mà bạn diễn một cái người Thạch Sanh bước ra mà giống như một người ẻo lả, tôi lo lắm. Nhưng mà khi cái sau, bạn lại làm cái bất ngờ, đó là Trăng. Đó là rất hay. Cái mà chị rất thích là Tuyển Khoa chọn nhân vật là mẹ của Lý Thông. Tại vì cứ tưởng nếu Lý Thông Thạch Sanh thì nghĩ là hai đứa sẽ hóa thân thành Thạch Sanh và Lý Thông, chứ không ngờ lại là mẹ của Lý Thông. Điều đó mới là có cái mới trong hài kịch để mà biến hóa. Đó là cái mà em càng ngày em lại càng thâm nho rồi. Nó vậy đó, thành ra chị chỉ có bốn câu để tặng cho cái cặp này nghe. Xuất sắc, chiêu thức, độc địa, quá chất. Vậy thôi. Gật gỡ quá. Em ơi em. Dạ. Chừng nào á nữ ca sĩ Thạch Xuân Sáu mới xuất hiện vậy? Dạ thế em coi. Ý chị kìa. Trời ơi,
miếng chè paka. Đòi mê mấy fan đó pha prom bằng cọng rừng đô xa. Phun có họt phun kè rót lè. Chế là phun khá phun ra phun. Khốn khám xa tha bần bàn thơ. Tôi tốt mê bần tù ra sạp. Mên chua tè bà đây thâm hồ. Phun khốt khá lăng trò giặc. Chế đồng nà lớt đầy ơ. Này nà có tha chấp liền. Này nà có tha mê phá. Chế một càng cướp bó bí bó phun. Khốn ơi ông xa em number one. Chị thật xin sao? Chị ơi à, à, chị đừng có đi chị ơi à, chị ơi à, chị ơi à, cái gì vậy, cái gì vậy? À, 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 trời đất ơi, bạn của tôi xỉu rồi, bây giờ phải làm sao đây mọi người ơi? Trời ơi chị ơi, chị em phải livestream mới được. Mọi người ơi, cộng đồng mạng ơi, chị tôi bị ôi, xỉu rồi kìa. Trời, bị xỉu sao không ai cứu hết trơn? Trời, đứng livestream vậy cha. Trời đất ơi, trời làm sao? Trời ơi, bức tóc mai bạn. Hô hấp nhân tạo được không? Bà mới ăn bún mắm phải không? Yeah, trời ơi chị ơi, tỉnh lại đi chị ơi. Chị ơi, tỉnh lại đi chị ơi. Chị tỉnh lại đi chị ơi. Chị tỉnh lại đi chị ơi. Ừ, không tỉnh luôn rồi. Không tỉnh rồi. Bây giờ đưa bà đi cấp cứu đi. Ờ ha. Đưa đi cấp cứu, bà đi cấp cứu đi. Nhanh lên. Trời ơi, tội nghiệp bà chị tôi quá. Cộng đồng mạng ơi, bà chị tôi xỉu. Nè, xã hội gì nhiễu nhương, có người xỉu đứng lại chim không à trời. Chết rồi, chị Thạch Xuân Sáu ơi. Chị lên đây liền, chị Thạch Xuân Sáu ơi. Theo em. Trời ơi, từ nãy giờ nghe chưa, em núp trong bụi lùm em thấy rõ ràng gành gảnh như ánh bình minh chiếu rọi trên quê hương ta. Cưng thấy cái gì? Em thấy anh này, ảnh gù quến cho con nó xỉu xong anh lấy cái mỏ, ảnh giọng vô mỏ con đó hung luôn. Trời ơi, chồng ơi, tại sao chồng lại đối xử với em như vậy? À, anh không có, anh này là nó đơm đặt cho anh, tao làm gì có, tao lăng nhăng hồi chứ tao chỉ có thương mình vợ tao thôi à. Ra đây biểu coi, tại tôi ghét ông á, biết sao không, câu cá bữa giờ sinh không cho được ích kỷ, bây giờ tôi hiểu vợ tôi, gia đình ông tan nát luôn. Chị ơi, rõ ràng là em thấy vậy đó. Trời ơi, nói chồng. Trời, em phải tin anh. Không, em không tin anh nữa. Anh Thạch Xuân Sa, trời ơi, tôi đi kiếm anh từ nãy tới giờ luôn á. Ủa, kiếm tôi chi vậy? Chị Thạch Xuân Sa, ôi, anh biết không? Dụ em, gì? Em của ông đó đi coi chị Thạch Xuân Sa hát, cuồng quá, giờ trụy tim, vô trạm xá nằm rồi. Là nhỏ nằm nãy đây hả? Chứ gì nữa? Chết cha, vợ nó đâu rồi? Ở trên trạm xá kìa cha. Trời ơi, em ơi. Trời ơi. Em ơi, chào anh cha. Trời ơi, ảnh á chị, ảnh tốt lắm, ảnh cứu người đó chị. Dạ, thôi em đi vô luôn nha. Bao nhiêu lần rồi, nó yêu tôi mà sao không bao giờ tin tôi hết trơn trọi vậy? Thôi, em hiểu lầm mà. Chồng ơi, em xin lỗi chồng nha. Anh nói với em rồi, anh không bao giờ anh lăng nhăng, anh chỉ có thương một mình em thôi mà tại sao không bao giờ em tin anh vậy? Bây giờ nè, sẵn cái lễ hội ốc âm bót ở đây nè. Anh em ở trong xã ơi. Thôi, đừng. Bây giờ có mặt cả xã ở đây nè. Tôi tuyên bố trước mặt nguyên cái xã này luôn nào. Tôi chỉ có thương một mình Thạch Thị Xuân Sáu, vợ tôi thôi. Tôi không có lăng nhăng gì hết trơn á trời á. Cả cái đêm vừa rồi á, tôi không có về nhà là tại vì tôi đi câu cá về cho vợ của tôi. Hát tiếng Cambodia thật á hả? Có một cái bản hát tiếng Khmer thật. Và em nhờ bạn của em là phiên âm lại hết thành tiếng Việt. Ban giám khảo sẽ học thêm một số ngoại ngữ
để có thể hiểu rõ lời của thí sinh ha. Phải nói là cái bài hát này dàn dựng rất là dễ thương. Chị rất là cảm ơn tụi em ngày hôm nay. Cái bài hát của tụi em mang đến cho cả phim trường một cảm giác rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Và đây là một đúng là một cái tiết mục giải trí. Yêu cầu phải hay, mà trong cái hay nó phải có sự mới lạ. Thì các bạn đạt được yêu cầu này, một bài hát rất là quen thuộc. Mọi người sẽ rất là chờ đợi Đôn Nguyễn làm gì với bài hát này. Tình huống mới, nhân vật mới, và tất cả tạo nên sự hấp dẫn của cặp đôi hài hước. Các bạn đã làm được điều đó. Nhưng chị đòi hỏi hơn chút xíu nữa. Tụi em chịu khó, chịu khó tập một chút xíu. Tụi em nhiều động tác mà gọi là gây hài. Tại vì em phải biết cái format ngày hôm nay, tụi em hát hay là không phải là điểm chính mà điểm hài. Cho nên phải chi mà hồi nãy dàn dựng thêm một số động tác hài thì điều đó nó sẽ tuyệt vời hơn. Xin chúc mừng phần trình diễn rất là dễ thương của hai em. Cậu nhỏ ơi, cậu nhỏ ơi, cậu nhỏ, cậu lớn ơi, cậu lớn ơi, cậu lớn. Im lặng đi, thầy đang cúng. Dạ mời cậu. Dạ dạ, lại cậu, lại cậu nhỏ lại. Nhất bái thiên địa, nhị bái hai cô. Hai cô là gì cậu? Là hai cô đó. Dạ. Anh em giao bái, gia quyến đồng tạ lễ. Ở đây ai nhớ tạ lễ mà đợi? À, dạ dạ, mấy cái câu đó liền liền với nhau á con liệu. Dạ, con đến đây để tạ lễ. Im lặng cho người ta cúng đi. Con tới để tạ lễ. Cúng xong. Xong. Dạ 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 dạ. Sao? Cậu ơi, hôm cậu bữa ơi, là hai cậu cúng cho là có thiên không? Dạ thiên quá, cô ừ, linh quá đi. Linh lắm đúng không? Con xin cậu á là nhờ cô cho con có một cái mối duyên. Ừ rồi mà sao? Con có duyên rồi. Có duyên rồi. Không những một mà tới hai duyên lận đó mừng cậu. Quá. Trời đất ơi, ở đây. Dạ, dạ. Linh cô hiển linh. Dạ, dạ con lại cô. Trời ơi mừng quá mừng quá. Nhưng mà con chưa có hài lòng cậu ơi. Ủa mắc gì chưa hài lòng? Vẫn chưa hài lòng. Tại sao? Tại vì hai cái mối đó đó, một mối á là con rất là yêu ảnh, ảnh cũng rất là yêu con. Ảnh á là anh Sáu Đại Đằng. Sáu Đại Đằng chủ nhà trọ ngoài kia đó hả? Thằng đó dạ, giàu lắm mà. Dạ đúng rồi, yêu nhau lắm mà chưa nói được với nhau câu nào. Còn một á là cái thằng này á, nó thương con mà con không có ưa nó. Là cái thằng Bảy Phong Long. À, là cái thằng nhân viên trong cái lò mổ heo nhà cô đúng không? Dạ đúng rồi. Con với anh Sáu á, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Là tại vì á, mỗi lần ảnh tới anh tìm con á, ảnh không có nói được với con cái gì, chưa có tỏ tình được gì hết trơn á. Ủa sao lại không tỏ tình được? Tại vì thằng Bảy á, mỗi lần ảnh tới, cái nó cầm con dao, nó cầm cái đồ mài, con mắt nó liếc như vậy nè, nó mài vào, mặt nó đầm đằng sát khí. Thì làm sao tụi con nói được cái gì? Khổ lắm cậu ơi, thiệt ra đó cậu, con muốn đuổi việc nó dữ lắm, nhưng mà bây giờ tự nhiên cái mẹ nó lăn đùng ra bệnh, nằm ở một chỗ không có động đậy gì hết, cấm khẩu không nói chuyện được luôn. Bây giờ mà con đuổi nó là nó thất nghiệp, nó không có tiền nuôi bệnh mẹ nó, là con ác đó. Con ác lắm, con đừng đó, làm chuyện đó, đó. Làm. Con hãy để hai cậu. Hay à. Gì vậy cậu, gì vậy cậu? Cái này không phải là tại vì thằng Bảy Phong Long đâu. Sao vậy cậu? Nghiệp nặng quá nè. Trời ơi, dướng nặng lắm cậu ơi. Con bà đang bị vong âm theo phá. Trời ơi, trời. Con làm gì mà có người âm theo con hả cậu? Trời ơi, nghiệp bà nặng lắm. Người đâu mà người, vong heo. Vong heo theo con. Nó quán hận bà nha. Dạ. Tại vì bà mổ tụi nó, nhưng mà cái này cũng vì mưu sinh thôi. Dạ đó, đúng rồi. Bây giờ phải tạ lỗi với nó bằng cách cúng cầu siêu cho mấy con heo đi. Cúng đi, cúng liền đi. Cúng cầu siêu cho heo. Rồi sau đó đó mình mới cúng cắt duyên phàm. Ừ. Là cắt thằng Bảy Phong Long ra, là lúc đó là bà sẽ tự nhiên bà đến với Sáu Đại Đàn không cần ai hết á. Vậy là cầu siêu giống heo. Ừ. Với lại cắt duyên phàm. Ừ. Hai lễ. Ừ. Ừ. Bao nhiêu tiền lễ vậy cậu? Tiền như cũ à. Như cũ mỗi lễ 5 triệu, 10 triệu lắm hả cậu? Bây giờ cúng không?
Tốn nào? Cái mặt đấy như con kangaroo, cái răng như răng ngựa rồi. Ế cả đời rồi, bây giờ có hai mối duyên phải biết chụp liền. Đó, cũng hả? Cũng không héo ra nữa đó. Mà nhiều tiền quá, làm đâu mà 10 triệu lận á. Giống heo. Vậy thôi bây giờ vậy nè, cứ để cho mấy cái giống heo này nó theo nó ám nha. Dạ thôi, dạ nó thôi. Ám cả đời. Dạ, dạ thôi. Ở đây đã có linh cô người dạ, ta đỡ rồi. Dạ, là con lại cô. Dạ, con về con lấy đồ lễ con cúng liền. Dạ, dạ, con cúng liền. Ý trời ơi. Trời ơi, vậy là mình có 10 triệu. 10 triệu mình làm cái gì ta? Mình làm cái gì? Mình làm... À, mình biết rồi. Tôi đi trồng răng. Được không? Nha. Biết có cúng được không? Mà bày đặt đi trồng răng. Cái gì vậy? Thì mấy cái mối trước mình cúng đại đi, được hay không là chuyện của người ta, hên xui. Bây giờ đã một khi cúng là phải được. Sao được? Hên xui làm sao biết được hay không được? Bà đã dân mở tới miệng mèo rồi. Bây giờ cái mối tình của bà đang vướng phải thằng Bảy Phong Long. Chỉ cần cắt cái thằng Bảy Phong Long là mối tình này thành, bà sẽ cúng tạ lễ cho mình nữa, mày hiểu không? Hiểu rồi. Cậu 18 ơi. Ủa đâu ra lẹ vậy? Tao nhắn tin cho nó nãy giờ từ cái chỗ mà mày đang nói chuyện với bà là tao hẹn nó tới rồi. Đợi ai? Nãy liền chứ con. Cậu 18. Nhất với bái thiên địa, bái hai cô. Ủa, hai cô là gì cậu? Là hai cô đó. Ừ, dạ. Anh em giao bái, gia quyến đồng tạ lễ. Ai chết tạ lễ? Cậu, nay tự nhiên rồi kêu con qua đây làm gì vậy cậu? Kêu qua làm gì cậu? Nè, má mày ở nhà bệnh lâu chưa? Trời đất ơi, sao hai cậu biết má con bệnh đây hai cậu? Má bệnh bị cấm khẩu luôn đúng không? Trời đúng rồi, cậu má con dạo dài bệnh lắm cậu, nói năng không lường cậu. Buồn lắm cậu ơi. Giờ hai cậu làm ơn giúp con hai cậu. Linh cô hiển linh báo cho tao biết là má của mày ở dưới quê đang bệnh. Dạ đúng rồi cậu, bệnh lắm rồi. Tại vì mày đang vướng phải một cái mối tình tay ba mà không có lối thoát nữa đúng không? Trời ơi, sao hai cậu hay cái gì cũng biết vậy? Hai cô hiển linh ứng về xác của hai cậu, khai khẩu nói mày đang dính về một mối tình tay ba. Mày phạm với điều giới kỵ, không chỉ kỵ với mày, kỵ với người yêu của mày, mà bây còn giờ... kỵ với là người trong gia đình của mày. Bây giờ mày với người yêu mày mà một hai tới với nhau là sẽ có đại nạn. Từ lúc mày yêu là má mày đã bệnh rồi nghe. Thôi cậu ơi cậu, bây giờ trời, con yêu dữ lắm rồi, bây giờ mà con bắt con bỏ là con chết liền tại tay. Bây giờ mày quen là má mày chết nữa đó. Thôi bây giờ cậu làm ơn rồi thầy bà nói chuyện kỳ, trời thầy bà giúp ta chứ. Chứ bây giờ nè, coi như cúng nè, coi như là qua đây là bao nhiêu tiền dân hết nè. Thầy bà cái gì? Hai cậu là người phàm, muốn gì phải xin hai cô. Xin hai cô hả? Ủa bây giờ xin hai cô nhưng mà trước tiên là con đặt tiền, cho con đặt tiền đi, đừng làm niềm tin cậu nha, đặt tiền nha. Đó, có nhiều đặt. Bây giờ là con có 3 triệu trong người nè, con đặt cậu hết luôn nha cậu. Ủa 3 triệu làm được gì? À, ở ngoài kia con còn 8 triệu nữa là 11 triệu đặt hết luôn nha cậu. Nè tiền nè cậu, tiền. Tiền cậu. Linh cô ở trên đó kìa, muốn thì dâng lên cho Linh cô. À biết rồi. Cô đi. À, tiền nè hai bà nội lấy đi. Trời ơi, đáng giúp đỡ tôi nha. Trời ơi. Bà ơi, Linh cô ở đây linh lắm nha. Cái chuyện mà dâng lên không phải muốn nói là nói nghe. Giờ phải sao? Phải cung kính đàng hoàng. Sao giải đâu? Thích đi. Em nói nghe nè. Dạ. Mày làm như mày vô cái miếu này mà chưa biết huyền sử của hai cô đúng không? Dạ, huyền sử hai cô sao cậu? Tao nói mày nghe, ngày xưa hai cô đẹp lắm. Dạ. Nhưng mà hai cô bị phụ tình. Dạ. Ừ, hai cô buồn bã quá, hai cô mới rủ nhau đi trong vũ trường chơi. Ừ, dạ. Đi vũ trường chơi, cô uống rượu, cô nhảy quá trời luôn. Cái sau cô bước ra khỏi vũ trường biết làm sao trúng gió chết hiển linh. Hay quá rồi. Công nhận luôn, bà cô về hay quá rồi. Cậu. Nhưng mà bà để cậu chửi một cái. Dạ. Gì? Chuyện quyền sử của hai cô mà nó kể như chuyện cười vậy đó. Nè cô về cô giật nha. Con. Dạ cậu, nhưng mà giờ giúp con đi. Bây giờ vậy, cậu sẽ xin hai cô dạ. Cúng thử cho con coi làm sao. Chứ dạ. Thiệt ra là hai cô chỉ kêu con tới là cắt mối duyên thôi. Dạ. Ai về đâu bây giờ con muốn cúng thì để cậu hỏi. Dạ. Nhưng mà bây giờ nè, nếu mà có tới thì cũng phải biết về cái chuyện cúng kiến ở đây nó là gì, hiểu dạ, không? Sao cậu? Đây là cô 1 nè. Dạ cô 1. Đây là cô 2 nè. Dạ cô 2.
cô một á lớn hơn cô hai, hiểu không? Lớn hơn cô một với cô hai á là về ứng lên hai cậu. Dạ. Ở đây á, cậu là cậu 13. Dạ, 13. Đây là em cậu là cậu 18. 18. Ở giữa cậu với em cậu là còn có cậu 14, cậu 15, cậu 16. Cậu 17. Không, chị cô 17. Em cậu chị của thằng này. À, dạ, dạ. Ừ. Thì á, ở đây linh lắm. Cô một á, cô một có ứng về á là cô ứng về cậu 18 chứ còn cô không có ứng về cậu 13. Mặc dù cái cô một á lớn hơn cô hai nhưng mà cô một ứng về cậu 18 là tại vì cậu 18 nhỏ hơn cậu 13. Tại sao không ứng với cậu 13 mà lại ứng với cậu 18 trong khi cậu 18 nó nhỏ hơn cậu 13 đúng không? Nhưng mà cái cô 2 á, cái cô 2 cô nhỏ hơn cô 1 mà cô lại về cậu 13 chứ cô không về cậu 18. Mặc dù á là cái cô 2 nhỏ hơn cô 1 mà cậu 13 lớn hơn cậu 18. Cậu nói cái gì vậy? Cậu nói thì con không hiểu gì cả, cậu đừng nói gì nữa, nói chung cậu cứu chồng con đi. Bỏ đi về đây cậu ơi, cứu chồng con đi. Cái bài cũ, ai về đâu mà bây giờ lòi ra được thêm 10 triệu nữa kìa. Ồ, vậy thì tôi hiểu ra vấn đề rồi. Nè, cái lần này tôi không có thua anh đâu nha. Lần này tôi phải giỏi hơn anh. Bây giờ chúng ta đã có 10 triệu của cái bà kia với 11 triệu của cái ông mổ heo này, gộp lại là 21 triệu. Vậy thì chúng ta phải làm cái trò này. Chúng ta phải trích làm sao cho thằng Sáu văng ra để cho hai người tới với nhau. Đó, thấy giỏi không? Quá trời. Ôi, giỏi quá, trời giỏi thông minh ơi, thông minh dễ sợ luôn. Ừ. Alo, cậu nghe. Ờ, Sáu đại đằng hả? Ừ, tới rồi hả con? Ừ, tới rồi, mở cửa vô nghe. Ủa, sao nó biết nó tới vậy? Nãy giờ lúc mày kể quyền sử hai cô là tao làm cái vụ này rồi. Trời! Cậu ơi, con tới nè cậu ơi. Ổn cũ soạn lại. Dạ, con chào hai cậu. Nhất bái thiên địa, nhị bái hai cô. Dạ, là hai cô đó. Ừ, khỏi, khỏi. Ừ. Anh em giao bái. Dạ quý. Dạ quý không cần tạ lễ nha. Ừ. Dạ. Cái xóm này nó có một bài hả? Dạ cậu. Sáu đại đằng. Dạ con không biết á, là kêu con qua gấp có chuyện gì không cậu? Cái mối tình ngoan trái của con với lại người yêu con và người thứ ba đang đi tới đâu rồi? Làm sao hai cậu biết vậy? Hai cô hiển linh ứng về hai cậu khai khẩu, nói con đang vướng vào một cái mối tình ngang trái. Mối tình này là một thảm họa. Là bởi vì sao? Bởi người thứ ba sẽ ôm hận mà giết hai đứa, sau đó tự tử chết luôn. Trời đất ơi, cái chuyện này đó nha, là con giữ kín bí mật không cho ai biết. Trời ơi, con đâu có ngờ là hai cô ở đây linh như vậy. Bây giờ hai cô đã xây điện. Dạ. Về cho hai cậu, nói rằng sắp có một cái đại nạn máu chảy thành sông ở trong cái làng này từ cái mối tình của con. Vậy hả cậu? Và mạng của con nếu như tiếp tục quen với cái người yêu đó thì chắc chắn rằng con sẽ chết trẻ. Trời ơi. Số của con là số canh cô mồ quả. Hai cô đã nói rồi, cho nên bây giờ á, cậu giúp đời bằng cách con hãy về con chia tay với người yêu của con đi. Đừng níu kéo làm cái gì. Vậy thì con mới giữ được cái mạng của con hiểu không? Tại sao mà tình duyên của con lại trắc trở như vậy? Trời ơi, xin con ra đẹp làm chi? Bây giờ khổ nè trời. Ê, nó dễ còn hơn tụi mình á. Nó dám kêu nó đẹp đó. Bây giờ như thế này nè con. Dạ sao cậu? Biết là chia tay nó phải đau. Dạ. Nhưng mà hai cô đã nói như vậy rồi thì bỏ qua đi nghe, để cho cái cặp kia nó tới với nhau đi. Mình không có hợp, đừng níu kéo. Không, con không bỏ. Tại sao con phải bỏ chứ? Làm ơn hai cậu giúp giùm con đi. Bây giờ hai cô đã biết rồi thì hai cô chắc chắn sẽ biết cách giúp. Con sẽ cúng cho hai cô ha. Bây giờ đi gấp quá, con không mang theo tiền gì hết trơn. À, có vàng nè. Trời ơi, vàng này là 5 chỉ, cái này 5 chỉ nè. Còn cái chiếc này là 3 chỉ. Còn cái sợi dây chuyền con không biết ra bao nhiêu, nhưng mà con tính tổng cộng á cũng 1 lượng rưỡi. Giờ hai cậu giúp giùm con đi. À, dạ. Alo, à. Bảy Phong Long hả? Alo, cậu hả cậu? Bây giờ nè, nói chung là nãy cậu có gieo quẻ rồi, hai cô không có đồng ý. Hai cô quẻ sắp không à, chứ không có quẻ nào quẻ sắp quẻ ngửa hết, cho nên hai cô không có đồng ý mối tình này tới không được. Đừng có qua cúng nữa nghe con. Con đốt tiền rồi. Không, cậu không ơi, được qua nữa. Cậu. Sao rồi cậu, được không cậu? Rồi, cúng liền con. Dạ, ơi. Dạ, từ nãy giờ con lại thành tâm lắm á. Ừ. Con lại mà muốn có cơ bụng luôn á. Ừ. Cậu. Đây nè. Dạ. Bữa nay con hên lắm. Con vô đúng ngay cái giờ thanh long.
3 năm sau mới có lại cái giờ này. Bây giờ cái giờ này có thể dâng lên cho hai cô được hay không được, hai cô cho biết liền nghe. Dạ, cúng liền. Nhưng mà con bận đồ không có lịch sự. Để con chạy về nhà. Con chạy nhà thay đồ ha. Không được chạy, đi vô luôn. Có cái bộ đồ của tao. Không, đi vô luôn. Để vàng lên đây. Đi vô. Trời ơi, chưa đi giật đồ vậy trời. Ê trời ơi, bữa nay làm cái gì mà mình hên quá vậy? Tự nhiên đuổi nó thôi. Bây giờ có thêm một lượng rưỡi vàng chứ 10 triệu bà kia. Bây giờ tính sao tao rồi. Quý cái thằng 7 đi thôi bây giờ. Kệ nó cúng cái này xong rồi về mình tác động như thằng 7 cho nó văng. Thôi là xong. Đủ 7 đúng không? Đủ 7 này rồi. Hiểu rồi. Kỳ này là có tiền. Rồi. Một lượng rưỡi tao cho mày chồng răng vàng luôn. Cậu lớn ơi. Trời ơi, cậu ơi. Cậu con mới vừa nói với cậu thôi. Con về con chuẩn bị đồ lễ chưa cúng gì hết. Không biết hai cậu ở đây làm cái gì mà cái thằng Bảy Phong Long á nó xin nghỉ việc rồi. Linh cô Hiển Linh. Dạ, con hỏi nó chuyện gì, tại sao nó không nói gì hết, nó khóc rấm rứt, nó cuốn đồ nó đi luôn rồi cậu ơi. Linh cô Hiển Linh. Dạ con lại cô. Cậu ơi cậu, con có thay đồ xong nè cậu, rồi mình làm đi cậu, mình làm liền đi. Anh Sáu Đăng. Linh cô Hiển Linh. Dạ con lại ba đầu. Anh ơi, bây giờ em tự do rồi. Hả? Anh muốn nói gì với em, anh nói đi anh. Anh lắp bắp, anh không nói được, anh bối rối phải không? Hả? Để em ôm anh lấy sinh khí nha anh. Em ôm anh rồi nè, anh nói đi anh. Nói đi anh. Trả tiền lại cho con đi cậu ơi. 8. Tại sao 8 lại yêu ông Đăng? Anh đừng khóc, tôi không yêu anh. Tôi yêu bà nào bà nói? Hả? Bà biết điên hả? Tôi yêu anh Đăng mà. Trời đất ơi, em đừng có ghen. Anh tới đây á là muốn cắt duyên với bà này, xe duyên với em. Hả? Còn em á tới đây á là để xe duyên với anh. Hả? Trời ơi. Sai đã thiếu mà tụi nó còn yêu nhau. Vậy thì cô cúng cái gì? Hả? Mấy cậu cúng cái gì? Khoan, từ từ. Khoan, cái vụ này còn gỡ được, còn gỡ lại, được. Tính lại. Tôi chỉ cho gỡ. Gỡ sao? Gỡ miếu ổng kè. Ai? Ôi, dữ quá hà. Từ suốt chương trình tới bây giờ hai bạn lúc nào cũng rất là đứng làm chủ. Tôi đã từng khen rồi mà, khen hai bạn đó chủ là những người diễn với mình thường là lép vế. Và hôm nay tiếc con cái là mấy bạn nó diễn tốt quá, mà không phải là tốt diễn hay bạn đâu, cái nhân vật, cái tình huống đưa đẩy vào để cho khán giả xem ta cười, thì hai bạn chỉ là người dẫn chuyện thôi, dẫn chuyện ở chỗ giữa mối tình đa ba. Có lẽ là những nhân vật mà mời cũng là những người bạn rất là thân, cho nên các bạn rất là gọi là tình hữu nghị á. Nhường đất cho những người đều có những cái mảnh đất riêng rất là tốt, và đáng ra cái nhân vật các bạn là cho các bạn nó đóng là được rồi đó. Các bạn sẽ là một trong ba cái nhân vật khách mời đó thì cũng sẽ rất là nổi. Riêng chị thì chị lại thích cái đề tài này, từ vì hiện tại đừng có nghĩ đề tài này nó cũ, hiện tại vẫn còn những người rất tin vào mê tín như vậy. Như nãy anh Bạch có nói là nếu như tụi em diễn một trong ba nhân vật đó thì thấy cũng hơi tiếc, tại vì chưa chắc người nào đứng cái sườn mà để dẫn chuyện được như là Tiến Khoa. Ngày hôm nay rõ ràng là hai bạn cùng màu, chọn cái tiểu phẩm và nhân vật cùng màu, nhưng cái thông minh ở chỗ là hai người mặc đồ khác màu. Đương nhiên cái tiết mục này nó không có phải là cười dữ dội đâu, tại vì hai em đã nguyện làm cái xương sườn, xương sống cứng rồi, còn tất cả những cái tỉa cành là do các bạn trợ diễn, thì được cái này phải mất cái khác. Được tiếng chung một cái vở hay, một cái vở sâu sắc, một cái vở phản ánh xã hội hiện nay, lúc nào cũng phải nhắc hoài vấn đề này nó cũ nhưng mà người ta cứ bị lặm hoài. Thì điều đó cũng tốt thôi. Xin cảm ơn những lời nhận xét từ phía